Về quá trình tập luyện của đội này trước tới giờ là tập luyện rất là chăm chỉ và cố gắng. Về lực thầy đã ra những cả đời từ những bài tập về chất lượng để thi đấu cho giải. Về các bài tập này các thầy cho những giáo án tập rất là kỹ lưỡng. Về những bài về những buổi tập buổi sáng và buổi chiều nó rất là cân đối và hợp lý đối với chúng em. Những buổi tập là nó có cái chất lượng hơn các buổi tập khác nên bọn em phải cố gắng vượt qua. Có thầy nói về các thủ môn là phải cố gắng tập trên chân và cố gắng phát truyền ở dưới nhiều hơn để cầm bóng chơi. Em hy vọng đội của em cố gắng hết sức để giành vé vào vòng chung kết World Cup ạ. À.